Chào các bạn, trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn về xây dựng fanpage vệ tinh. Ví dụ như các bạn đang nhìn những cái fanpage ở trên màn hình đây, ví dụ như là đọc báo thay bạn, hay là bí quyết thành công, hay là bí quyết phát triển bản thân, thì ba cái này thì đều là của Topika hết. Tại sao họ phải xây dựng lên ba cái trang này mà họ không làm một cái là đào tạo Topika và họ giảng dạy? Bởi vì là khách hàng bây giờ họ rất là đề phòng với các cái mẫu quảng cáo, và giống như là ở cái video 1 tôi đã nói với mọi người về cái Facebook, thì vốn dĩ khách hàng trên Facebook họ không có nhu cầu họ mua sản phẩm. Vậy làm sao mình để tạo ra nhu cầu? Đầu tiên tạo nhu cầu thì mình phải tạo ra những cái thứ họ quan tâm đã. Thì ví dụ bây giờ mà nếu mọi người chạy quảng cáo, ví dụ như là Topika ở đây mà họ quảng cáo một cái khóa học ấy thì rất là khó. Nhưng mà nếu như họ làm những cái trang này chẳng hạn, đọc báo thay bạn chẳng hạn, hay là bí quyết thành công chẳng hạn, hay là bí quyết phát triển bản thân đấy, thì để họ dạy những cái khóa về phát triển bản thân thì rất là dễ dàng hơn đấy. Ví dụ như đây cái bí quyết thành công này chẳng hạn đấy, thì họ sẽ liên tục nói về những cái, họ sẽ chạy quảng cáo những cái bài mà hữu ích này luôn. Và nếu mà họ xây dựng một cộng đồng rất là lớn thì nó sẽ tự hoạt động. Và mình sẽ thu được cái gì khi mà chạy như thế này? Thì đơn giản mọi người cái thường thường mà mọi người chạy quảng cáo like bài viết ấy, thì nó rất là đắt. Nhưng mà nếu mọi người mà chạy like bài viết những cái trang cộng đồng này thì cực là rẻ luôn. Bởi vì là Facebook cũng ưu tiên cho những cái trang cộng đồng này. Và ví dụ mình lấy được tầm 10.000 người like chẳng hạn, thì đó chính là 10.000 khách hàng tiềm năng. Và cái nội dung của cái fanpage vệ tinh này thì nó cũng chính là nó đã lọc cái khách hàng cho bạn rồi. Ví dụ những cái trang người thích bí quyết thành công này, chắc chắn là họ rất là thích tự học. Thì Topika đã dùng những cái trang vệ tinh này để thu hút những cái người like. Ví dụ ở đây họ tạo ra ba trang đọc báo thay bạn. Đấy, mọi người thấy nội dung ở những cái trang này nó có tương tự nhau. Đấy, nó sẽ chia sẻ bài viết qua nhau. Đây, các bạn thấy đấy. Đấy. Tức là đây là một loạt những cái fanpage vệ tinh của Topika luôn. Đấy. Đấy. Thì mục tiêu là họ chỉ thu thập cái thông tin khách hàng thôi. Họ thu thập được cái lượng người like. Bởi vì khi mọi người quảng cáo chẳng hạn thì chỉ rất là ít phần trăm khách hàng họ mua hàng ngay. Bởi vì lúc đó họ chỉ mới nhìn thấy sản phẩm thôi. Thì cái fanpage vệ tinh này cũng vậy. Thực chất nó tạo ra mục đích ban đầu họ không phải để bán hàng, mà nó nhằm mục đích đầu tiên là thu thập khách hàng, thu thập những người like trang, và sau đó là sẽ có những cái trang khác để chạy quảng cáo cho nó và bán hàng. Đấy, ví dụ như các bạn có thể nhìn thấy một số fanpage như chẳng hạn đấy, Góc Nhìn Marketing chẳng hạn, trang cộng đồng chẳng hạn đấy. Đấy, tiếp tục là của Topika, Nghỉ Giàu Làm Giàu. Vậy thì những người đọc trang này chắc chắn là thích làm giàu. Nếu mà tôi có một khóa học làm giàu thì tôi sẽ quảng cáo cho họ. Hay là Tin Vào Chính Mình chẳng hạn, thì rất là thích hợp để học những cái khóa phát triển bản thân. Đấy. Làm Chủ Tư Duy, Tư Duy Làm Giàu này. Nếu những người like trang này mà mình quảng cáo khóa học làm giàu thì khả năng chốt đơn nó sẽ cao hơn hẳn. Hay là Đọc Sách Hay Là Chết. Thì cái Đọc Sách Hay Là Chết này thì mình không biết là cái TV này nó thuê hay là lại một cái trang vệ tinh của nó. Đấy, ví dụ như là nếu mà người ta quảng cáo TV.vn để mà đọc sách thì nó rất là khó. Thì các bạn phải làm như thế nào? Các bạn phải làm những cái trang mà nó liên quan đến sản phẩm của bạn và nó định vị được khách hàng của bạn. Đấy, ví dụ như họ bán sách chẳng hạn,
họ làm một cái fanpage là đọc sách hay là chết. Thì trong cái trang này thì họ sẽ chia sẻ, họ cho người chăm sóc, họ viết bài thường xuyên, họ chia sẻ những cái vấn đề mà đọc sách, họ giới thiệu những cuốn sách. Thì cái này cũng y như cái phần mà phát triển fanpage mà tôi đã nói với các bạn ở video trước, đó là cái bài quảng cáo nó sẽ xen kẽ một cách tài tình vào những cái bài mà họ viết chia sẻ ấy. Như những cái bài này thì khi mà họ chạy quảng cáo thì khách hàng rất là dễ đọc, dễ tham gia đấy, hay học làm chủ chẳng hạn đấy. Ví dụ các bạn thấy cái fanpage học làm chủ này thì thực chất là nó đang quảng cáo cho cái DVD làm giàu 2015 đấy. Và khi các bạn kích vào DVD làm giàu 2015 chẳng hạn, à, liên kết này chắc là Sam nhiều quá Facebook bị chặn, thì nó sẽ cài ngay cái mã remarketing và nó sẽ quảng cáo lại cho mọi người. Thì cái remarketing thì ở cái buổi số 5 thì tôi sẽ chia sẻ mọi người trong cái video remarketing đấy. Thì bây giờ để làm sao mà mọi người làm được cái fanpage cộng cái fanpage vệ tinh này, đầu tiên là các bạn phải tìm được cái chủ đề cho fanpage vệ tinh. Tất nhiên mình sẽ có một fanpage chính là fanpage bán hàng, sau đó là các fanpage vệ tinh thì các bạn sẽ xây dựng những cái chủ đề mà quanh cái fanpage bán hàng đấy. Thì cái này thì nó chỉ áp dụng cho một số sản phẩm nó khó thôi mọi người nhé. Còn bây giờ nếu mọi người áp dụng cho những cái sản phẩm quần áo hay này nọ thì nó không nên, bởi vì nó rất là tốn thời gian. Nhưng mà nó hiệu quả cho các cái sản phẩm kiểu như là khóa học hay là bán những cái sản phẩm giá trị lớn, chủ yếu là dịch vụ chẳng hạn. Ví dụ bây giờ mình muốn chạy về dịch vụ sửa chữa điều hòa chẳng hạn, thì mình sẽ làm một cái fanpage về hướng dẫn, tức là vệ sinh điều hòa này nọ đấy. Thì mình trao những cái kiến thức cho người đọc thì họ sẽ dễ dàng vào like những cái trang đấy, và mình sẽ lấy được cái lượng data khách hàng đấy mình chạy quảng cáo. Thì sau khi mình xây dựng fanpage được khoảng fanpage vệ tinh rồi thì tùy cái số lượng thì tùy các bạn, nếu các bạn có khả năng thì các bạn xây nhiều, nếu các bạn không có khả năng thì các bạn xây ít, bởi vì khi xây dựng fanpage vệ tinh thì các bạn rất là mất thời gian chăm sóc và phát triển nó. Thì các cái bài các bạn có thể là đăng chéo qua nhau đấy, các bạn có thể đăng đăng chéo qua nhau để đỡ mình phải viết bài, bởi vì nếu mà cùng một cái thể loại nội dung thì mọi người có thể đăng chéo qua nhau, chia sẻ qua lại những cái bài viết với nhau. Ví dụ như những cái bài như bên Topika lúc đấy tôi có nói mọi người là nó đăng chéo qua nhau đấy, tức là bởi vì nó cái nội dung nó hướng đến một đối tượng khách hàng nhất định mà, nên có thể dùng chung như vậy được. Thì bây giờ cái vấn đề là làm sao mà mọi người sử dụng được những cái fanpage vệ tinh này cho bán hàng. À, có một cái trường hợp nữa là tôi có khuyên mọi người là khi mà mọi người làm quảng cáo ấy thì tốt nhất mọi người hãy bán cho cùng một phân khúc. Ví dụ như mọi người bán cho người trẻ chẳng hạn, đối tượng sinh viên chẳng hạn, thì mọi người hãy bán các cái sản phẩm liên quan mà trẻ đối tượng sinh viên. Bởi vì là khi các bạn phát triển một fanpage, ví dụ tôi phát triển được cái fanpage này chẳng hạn lên 607.000 người chẳng hạn, fanpage này chẳng hạn tiếp tục là có 108.000 người chẳng hạn, thì mỗi fanpage đấy bán một sản phẩm, nhưng mà ví dụ cái sản phẩm đấy nó lại bán được cho có những cái người khác nữa. Ví dụ sau này các bạn xây dựng một cái fanpage mới chẳng hạn thì các bạn có thể lấy chạy cho những người like những cái trang ấy để bán sản phẩm mới. Ví dụ các bạn bán quần, đang bán quần cho độ tuổi và cùng phân khúc đấy, thì các bạn có thể chuyển sang bán áo và xây dựng một fanpage bán áo mới từ những cái data có sẵn từ cái fanpage bán quần. Thì cái đó mọi người làm như thế này, mọi người vào trình quảng cáo, vào cấp độ nhóm, mọi người khi mà mọi người tạo quảng cáo ấy thì mọi người để ý cái phần kết nối ở đây đây, mọi người ý thêm một loại kết nối. Thì cái thêm phần loại kết nối này thì trước thì rất là ít người sử dụng, thì các bạn có thể vào đây đấy, trang Facebook đấy, những người thích trang của bạn, thì mình có thể thêm rất là nhiều trang vào đây.
hoặc là kết hợp nâng cao chẳng hạn. Đấy, những người kết nối với trang chẳng hạn, bạn bè những người kết nối hay loại trừ. Thì cái này ở cái video quảng cáo thì cơ bản thì tôi sẽ nói rõ, ví dụ như ở đây tôi có cái phái đẹp thế kỷ 21 chẳng hạn. Đấy, thì tôi sẽ quảng cáo lại được cho những cái người mà thích đọc về cái vấn đề làm đẹp chẳng hạn. Thì ở đây mình có thể là đánh rất là nhiều trang. Đấy, ví dụ như là đồng hồ đẹp chẳng hạn. Thì tất cả những cái trang đấy nó phải liên quan nhau mọi người nhé. Thì cái trang này thì mọi người phải có quyền quản trị hoặc là quyền kiểm duyệt thì mọi người mới sử dụng được, chứ không phải là trang của ai thì mọi người cũng có thể sử dụng được. Thì mọi người phải có cái quyền ở cái trang đấy. Và như đây thì mình sẽ có một loạt trang đấy. Thì đấy, ví dụ như vậy. Sau này mình mở một cái về thể thao chẳng hạn, mình có thể lấy data từ cái dịch vụ dụng cụ thể thao tại nhà này mình chạy quảng cáo được. Đấy, thì đó là cái các bạn sử dụng những cái fanpage vệ tinh. Xây dựng như thế nào thì các bạn hãy lại tiếp tục lại xem cái video xây dựng và phát triển fanpage. Chúc các bạn thành công.